Vâng, hello, lại là Thịnh Bến Tre đây. Lên sóng cho anh em mình con xe Nissan cũng Nhật, nhưng nhập lại ở bên Mexico anh chị nha. Dòng xe mà nhập Mexico anh em biết rồi, nó chạy cực kỳ sướng luôn. Đó, xe full đồ chơi, full công nghệ, màn Android anh chị. Đó, form dáng đẹp, sân rin còn khá là nhiều. Và giá tiền chi rẻ lắm anh chị ơi. Giá nó rẻ hơn Livina nữa nè. Xài máy thì nó cũng 9-10 với Livina anh chị. Máy cũng giống nhau ha. Máy 2-1 ớt, máy chung luôn chứ. Con này máy 1.8 Livina, 1.8 xài chung luôn á. Nhưng mà có cái 7 chỗ với 4-5 chỗ. Nhưng mà con này là xe nhập, con này là xe Việt. Livina này em bán có 24 thôi, 2011. Đây 2007 nhập Mexico, xài chung máy luôn mà xe nhập nha. Đó, máy 1.8 luôn, 100 cây dòng này siêu tiết kiệm. Dòng Nissan thì nó tiết kiệm lắm anh chị. Đấy, 100 cây dòng này chạy chừng khoảng 6.5 xăng. 4 vỏ mới, mâm đúc, thắng đĩa, phơm dáng đẹp. Nếu mà nhập thị trường nhập Nhật á, Nissan nhập Nhật á, kêu bằng Nissan Tida. Còn mà Nissan mà nhập thị trường Mexico nó sẽ kêu bằng Versa. Versa gì đó, anh em muốn kêu gì kêu. Xe được trang bị ABS nè, túi khí nè, cảm biến da nè. Mà cái giá tiền nó rẻ quá trời, nó rẻ hơn con Kia Morning với con Spark nữa anh chị. Mà nó là số tự động luôn mà xe nhập nữa. Có 195 triệu. Con Get ở đây. Đây con Get này. Con Get này đời 2008, phơm dáng nhỏ ha. Em bán 178 triệu. Con này chà bá luôn, phơm dáng đẹp luôn, nhập Mexico luôn, 195 triệu. Con cốc hatchback mà tự động bên em có rất là nhiều nha. Hiện tại xe con cốc với hatchback bên em còn hơn 15 xe. Anh em qua lựa những dòng Hyundai nè, Kia nè, Chevrolet nè, Nissan nè, Ford nè. Con Ford Focus ở trong nó kìa, Ford Focus hatchback ở trong nó kìa, 230-209 tự động nữa kìa. Nói chung là rất là nhiều quá anh chị qua lựa đi, qua lái thử chạy thử với em Thịnh, nơi giao lưu trao đổi mua bán mà. Đừng ngại ngùng, có xem là có bớt nha. Xe còn rất là đẹp, mình thùng thẳng băng, xe không lỗi anh chị nha. Đó, hai kính trước là hai kính bấm anh chị ha. Quá đã luôn anh chị. Duyên nguyên bản trần diêm theo xe. ABS, túi khí vô lăng, túi khí đầy đủ, chất xe rất là đẹp, số là số tự động nè. Nguyên thủy nguyên bản. Versa. Nissan Versa. Versa. Đấy. Quá đẹp, sùng chỉ keo chỉ nguyên viên nguyên bản nha. Anh em về việc lên xe là đi thôi. Tem bọng nhãn mát quá trời luôn nè. Đó. Túp lô túp ly túp khí nè. Đó. Màn Android chà bá rất là đẹp nè. Vô lăng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Củ số gõ băng luôn nè. Xe zin nguyên bản, anh em nhìn vô lăng đi không nổi luôn ha. Đẹp quá trời đẹp. Đó, trần bằng giấy zin. Trần người ta bằng nỉ nè, trần bằng giấy ha. Nhìn đã hay sao á. Máy móc là cực kỳ anh chị, túp khí nè anh chị ha. Đó, xe là về chứ rồi lên xe là đi thôi. Sùng chỉ keo chỉ máng nước là rin hết nguyên bản nè. Tem bọng nhãn mát bách cửa nó nè. Can xì beng. Gầm cho anh em xem nè. 10 điểm chưa? Gầm xe là 10 điểm luôn. Đăng kiểm mới luôn. Tháng 5 2025 những cái con này rin hết luôn nè anh chị. Cụm đèn chó đèn rất là đẹp anh chị nha. Bao xài bao chạy, bao chén bao quay đầu. Cho nợ bán thiếu giao lưu bù trừ. Chạy cực kỳ sướng luôn, 190 mấy triệu. Giá này mình thấy nó quá hợp lý và quá rẻ. Bên mình thì rất là đông xe. Tha hồ anh em qua lựa lái thử em Thịnh, đừng có ngại ngùng gì hết nha. Đó, có qua xem là sẽ có bớt cho anh em mình. Quá trời đông xe luôn. Đó. Cái máy nổ thì thôi rồi luôn, đừng nói tới. Xe cọp gia đình, không lỗi anh chị nha. Tem nước ngoài tới giờ còn nè. Đây sùng chỉ keo chỉ zin 100%. Bình lắc khô máy tinh phun xăng điện tử, máy 1.8 xài chung với máy Livina. Đó, 100 cây số chạy chừng khoảng 7 lít xăng đổ lại, không hơn. Xe mà qua có đổ hơi, có đổ khói em tặng, em không bán nha. Tem bọng bon điện zin hết luôn nè. Xe đẹp chuẩn căng đét về đi. Bao dùng bao xài. Anh chị quan tâm mẫu này thì alo cho mình qua số 0866678971. 0834333371. Có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt nha. Thịnh Bến Tre có nhiều xe đang ngồi đợi anh em chốt xe. Em cảm ơn em mình nhiều ạ.